Và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Thắng đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tập tiếp theo của Bully nha các bạn. Mày Rồi, mấy thanh niên này làm gì đây? Thì ngày hôm trước mình đã chơi tiếp cái tập này nè. Cũng là cái sale này nhưng mà hôm qua mình không có đi học. Bữa nay mình lấy sale lại chơi ha. Ok. Mình sẽ thay đồ mới cho nó ha. Bữa nay mình thu âm bằng một cái micro khác cho nên là nó cái micro có sẵn của cái tai nghe các bạn. Cho nên là âm thanh có thể hơi khác ha. Ok. Bữa nay cho nó bằng đồ khác. Cho đeo vào đồng hồ luôn. Ai không được rồi, bữa nay cho nó làm bận đồ đàng hoàng đi, học sinh giỏi mà. Ok, này vẫn là cái sale ngày hôm qua nha các bạn. Không biết có trò gì chơi tụi này đây. Ê, sờ mông. Ê, không, quên. Ồ. Tặng hoa ha. Đó, yeah. Hung nè. Trước khi vô học phải hung một cái. Đấy. Ê, nhỏ khi nó tức kìa. Nó đứng nó dòm kìa. Coi chừng đánh lộn nữa nha. Ê. Trời ơi. Nhỏ mập kìa. Từ ngày mà mình là đi chơi với nó đó, nó thấy mình hùng vô khác để nó đánh cho nó. Trời ơi. Thấy không, nó ghen thấy không. Cái gì vậy? Oh my god. Rồi, đây là lớp học vẽ nha các bạn. Ok. Này hôm qua mình học rồi nè. Nhưng mà thất bại đó hôm qua đó. Bốp. Yeah. What the hell. Khó quá. Cái gì vậy trời. Sê. Ai thèm ơi. Ai thèm học cái đó. Trời ơi, ăn cắp được một cái cuốn sổ vớ vẩn. Này chọi thanh niên này nè. Chiu. À, đánh mình luôn kìa. Oh my god. Không biết cái tiếng tiếp theo là học cái gì nữa. Nè ha. Rồi. À. Mình tính giật quần lót của ổng. Nhưng mà Xin lỗi. À, mình có tuyệt chiêu xin lỗi mà. Kìa, đánh kìa, đánh như con luôn kìa. Oh my god. Trời đất ơi. Không được rồi. Giám thị phải không? Giám thị nè. Lật ngựa nhé. Giám thị dỗm. Rồi kìa, một ông nữa gì kìa. Ông kia đứng lại. Chiu. Ha. Chiu. Ê. Ông kia nằm luôn rồi. Giỡn mặt với Jimmy hả? À. Ê. Yeah. Được bồ cứu. Giờ thằng đó show mình đó. Nào nè. Ông này giỡn mặt hả cưng.
Mình có vũ khí nữa nha bạn. Ê, cái gì ấy? Chết rồi. Rồi, mấy ông đợi đấy. Tôi sẽ bắn banh cái đít mấy ông. Hết đạn. À, chạy. Thôi nghỉ chơi rồi. Giờ đi đi học đi. Mình trễ giờ học rồi các bạn ơi. Chúng ta không có cần mà đi học đúng giờ đâu. Chỉ cần lại trễ 1-2 tiếng cũng được. Không sao. Bình thường, cái đó là bình thường. Hồi đó giờ mình tưởng trễ lâu quá là nó đuổi chứ. Kìa, có một ông đang canh me mình nữa kìa. Đậu phộng. Ok. What? Game này nó đợi nhạc á, bất thường quá. Rồi, học game. Game 4. Không biết game này nó cho mình cái gì đây. Toàn là giải đánh nhau không à. Thấy có học mẹ gì đâu. R, dành bóng. À, chơi bóng ném. Đùng. À. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. À. Mày hả cưng. Trời ơi. Mình có cái tuyệt chiêu mà bay ném như thế này quá tuyệt vời. À, round 2. Mình quên nút hết trơn rồi. Đép ass là trời. Bay là chum. Là nhảy đó. Đép ship là pass là sao. Cưng á cưng. À. Mày hả. Chiu. Ê. Lấm 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 lấm. Mày hả con. Oh yeah, chúng ta đã nâng cấp được cái đạn ná. À, bữa nay mình bình luận bằng một cái tai nghe mới mua hôm gài cũng lâu rồi. Bằng cái micro của tai nghe luôn á, cho nên là mình cũng chưa quen mấy ha. Tại vì vừa đeo tai nghe mà vừa bình luận á, cái mình không có nghe được cái tiếng nói của mình. Nó hơi khác khác, nó hơi kỳ kỳ. Cho nên bữa nay có nói chuyện có lẽ là hơi khó nghe chút ha. Oh shit. Oh shit. Rồi, lao thẳng vào đây nhận nhiệm vụ luôn. Chắc kim là cái gì vậy? Ồ, hổ báo chưa? Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No. No what? Thấy ghét. No. Nhiều chuyện. Travel to the new Coventry là cái gì? Éo hiểu luôn. Ê, đã hôn nhau kìa. Hello? Hôn anh này em ơi. Hãy nói chuyện với mình đi. À, tặng hoa, tặng hoa. Oh, nào, một nụ hôn. Đó, hôn tiếp. Trời ơi. Đó, được tặng 100% máu rồi đó. 100% nha các bạn. Đây là cái đường mới hả? Không biết dẫn đi đâu đây. Where? Đâu rồi? Đi đâu đây? Ồ. Mình vô đâu có được. Quỷ sứ không? À, đi hướng này ha. Trời ơi, đường ở đây, đường xá ở đây nhiều đường bí mật quá.
me do it in this day and age. Please don't think too much. Just do what I do. What a playboy. Để mình xem bản đồ coi nó đưa mình đi đâu vậy. Ừ. À à. Oh. Thì ra là đi ra khỏi trường luôn cơ đấy. Rồi, tội nguyện nha. Chúng ta sẽ ra ngoài quậy phá. Mấy ông giám thị ghét mình dữ lắm rồi. Ông không thương mình nữa đâu. Tại hồi nãy mình cho ông mới ăn mấy trái pháo hoa quá tuyệt vời. Cho mượn xe bạn ơi. À, cảm ơn nha. Cảm ơn bạn nha. Đó. Bạn mình tốt lắm các bạn ơi. Mình lấy xe lúc nào cũng cho mình hết. À, what the fuck. Sao thằng cảnh sát nó đánh mình kỳ vậy? Lay down your tank. Nó kêu mình là oh, dễ bậy hả? Ủa, kêu mình làm gì? Ủa, nó kêu mình làm gì ta? Map app. Oh. Rồi hiểu rồi. Ê! Lấy xe của tao còn đánh tao nữa. Ngon lắm con. Mày ngon lắm con. Mày. Mày. Mày, 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 mày. Rồi chơi luôn. Chơi chứ có bọn áo da luôn. Khốn nạn. Bóp, bóp, bóp. Đỡ nè, đó. Mày hả? Cùi bắp thôi, tụi bay chỉ là cùi bắp thôi. Jimmy mình võ nghệ đầy mình nha các bạn. Không phải là người bình thường đâu. Rồi. À, vô đây làm quái gì đây? Hả? À, mua, mua. Mua chai xịt. Đó. Ok. Thì ra là vô đây mua cái chai xịt để đi dễ bậy. Sao nhiều vậy? Một đống luôn kìa. Oh my god. Ờ. Rồi ở đây nữa. Lại là một hình trẻ nữa. Shit. Công an bắt nha. Công an nó bắt á. Kìa kìa nó chạy tới kìa. Chết rồi. Shit. Nó ngược bên kia. Oh my god. Mấy anh kèo làm căng quá. Làm sao đây? Dễ năm hình đó các bạn. À, để mấy ông đi qua đi rồi mình là xử sao. Vậy được chưa? Rồi, ông không thấy rồi. Ok, ok, ok. Bình tĩnh nha. Đó, được một hình rồi. Còn hai hình nữa các bạn ơi. Cố lên. Cố lên Jimmy ơi. Sao ở đây đồ chơi nhiều quá vậy? Rồi, ở đây một hình nữa. Chúng ta phải bấm nút left add. Sau đó bấm nút di chuyển mình như kiểu mình chạy các bạn.
để đi theo cái dòng đó đó là sẽ dễ được thôi. Rồi được 25 đồng và năm gì đó, nó cộng thêm năm số liệu gì không biết nữa. Ok, không biết chai này làm ăn được gì không đây, để xịt nó thử coi. Thằng áo da này phải không? Chiu, đuôi mắt. quá ngon luôn. Bụp. Trời ơi, ông kia ông dạy mình võ công quá tuyệt vời luôn các bạn. Dạy mình cái combo mà đánh 5 chiêu liên tục á là đối thủ sẽ gục ngã luôn á. Rồi, làm gì tiếp theo đây? Tiện tay dễ luôn hả? Xong. Hey, what's going on? Mua thêm bông để tặng bạn gái nữa. Tiền mình quá nhiều rồi. Tiền mình tới 556 đô la lận. Quá dư thừa rồi các bạn ơi. Rồi giọt. Ở đây ghê quá à. Ở đây toàn nghe là tiếng công an nó hú không à. Tiếng xe á các bạn. Phép ba kìa. À. Rồi. Shit. À, chút xíu nó xe đụng rồi. À, bọn này làm gì ở đây đây? Oh no, nó lấy hết đồ chơi của mình rồi. Giỡn mặt. Tính nhảy lại đánh mình á. Mày giỡn mặt với anh hả cưng? Đừng thấy tao lùng mà kiếm chuyện nhé. Được à. Đúng là không biết trời cao đất dày mà tụi này. Ê, bắn lộn. Thằng này nè. Oh my god. Ngoài này lộn quá các bạn ơi. Mua thêm đồ. Rồi. Thank you for shopping at Yum Yum. Bây giờ trừ thôi. Ê, cái gì kìa? À. Return the bike. Đi lấy chiếc xe. Hình như ông kêu đi lấy chiếc xe đạp lại cho ổng. Thằng nào ổng cắm chiếc xe của ổng vậy? Alright. Kìa. Chết rồi, không có xe làm sao ngược theo. Quên nữa. Cái chỗ nào mà để mình lấy xe đâu, quên tiêu rồi. Đây đặt phải không? Đó. Chết mày rồi thằng kia. Ăn cắp xe hả? Chạy hả bạn? Bạn chạy hả bạn? Bóp. Trời đất mẹ ơi, phun nước miếng. Bỏ tay với Simi luôn rồi. Ủa xe thằng kia thằng nào? Không, chiếc này phải không? Đừng có nói là lấy lộn nha. Phải chiếc này không bạn? Ờ đúng rồi. Ok, thì video này tới đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình một like nha. Bye các bạn.